Trời ơi, nghe rất gắt luôn kìa. Lên, lên, lên. Kia kìa. Rồi anh ăn cơ bột đây. Nhấp cái tay nhấp lên. Đó, 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 lú đầu á. Đó, im, im, im. Lên nghe các bạn, lên nghe các bạn. Thì mấy chú đang sử dụng một cái máy tời kéo cái chú be lên, chú chè cây giống nó nằm ở dưới phía dưới nha các bạn. Dùng lại cái máy cho bàn trên nè. Đó, bàn chạy trời cũng ghê nha, dây gò nó tưa ở trên các bạn. Rồi bắt năm qua kìa, chưa bắt năm kìa. Sôi sôi bọt luôn á. Làm như cáp giờ nó thẳng quá trời thẳng luôn vậy bạn. Quá chịu nguy hiểm luôn rồi. Này mình phải đứng thật tay xa nha. Những người có chuyên môn thì người ta sẽ đứng gần hơn. Còn anh em mình sẽ phải ngồi ở phía xa ra. Nếu gần quá thì lỡ có chuyện gì cũng ướt. Trời trời trời. Lớn ha. Cái gạo nó vẫn còn nằm phía dưới nữa bạn. Chỉ trẩu lên được chút xíu rồi. Nó vẫn còn nằm phía dưới đất nè. Đang bò từ 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 lên đây các bạn. Trời ơi, nhích 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 cái bánh xích lên kìa. Đó 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 đó. Giật 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 lên. Nhìn con robot vậy các bạn. Thấy không? Đó. Wow. Đạt lần lên đấy các bạn. Thì hai bên này cũng đang sử dụng hai cái ba lan các bạn để giữ nó không có bị tuột xuống. Hai bên hai anh kéo hai ba lan lên. Máy còn máy cũng đang vẫn đang hoạt động nha. Giờ thì đặt dĩ xuống là quốc. Đó, quá đẹp. Im rồi đó. Hôm nay nhất định phải lên đây nha các bạn. Thì hiện tại thì mình không nằm vô chuyên môn của mấy chú cho nên mình phải ngồi phía bên đây nha các bạn. Thì mình không thể di chuyển được. Nếu mình di chuyển làm cản trở mấy chú đang làm công chuyện nha các bạn. Ở đây mình quay cho bạn xem nguồn gốc thôi. Bực bực luôn ta. Đó. Bây giờ chỉ cần lên một chút xíu thôi là bắt đầu mình đặt dĩ xuống là mình chạy lên luôn nha các bạn. Phía bên trong này thì cũng có mấy chú nào cũng đang đứng trong này đấy. Không có dám đứng ở ngoài đâu các bạn. Khá là nguy hiểm. Núp ai cũng núp ở trong mấy cái khúc cây trên này. Đó đó nhấp nhấp lên đó các bạn. Thấy không? Tiếp tục kéo cáp đây.
cá này nó rất là nặng, các bạn phải hai người kéo mới được nha. Ủa, kéo ba lan cái ngầm nó lên được một tí tí rồi bắt đầu mình kéo cho nó chịu lại, nói chung nó cứ tuột cái tí sau. Rồi bên kia cũng sẽ tìm một người hỗ trợ nó đây các bạn. Đây là cái chú này, ông nãy giờ ông đang đứng giữ cái máy tời đây. Quay lại bộ máy cho bạn xem nha. Còn dây cáp thì cũng có tuổi hả các bạn, thưa hết rồi, rất là nguy hiểm. Nước từ từ nghe cụp 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 ớn quá. Ôi nghe rất gắt luôn kìa. Ôi ôi nhức nhích kìa, ghê không. Bây giờ thì phía sau chẹt thì nó nổi bọt lum các bạn. Rồi cái chẹt đây à, nó bọt phía sau lên nè. Chút thì hai anh bên đây sẽ kéo nè. Vừa lên chút xíu là hai nữa sẽ kéo. Đang lên đó các bạn. Bạn phải để ý các bạn sẽ thấy. Đang lên từ từ đó. Nói móc thì không có gì đâu nha. Đây ba làng hai đi ngang cũng phải nhìn ở trên nha các bạn. Hai đi ngang đây cũng phải nhìn vô hết rồi nha. Bây giờ là đưa cốc đề vô xong rồi đặt dĩ xuống là chạy lên thôi đó các bạn không có nói ở phía trước nhét nhau cầm binh cầm la chứ giờ đã cố rồi bị đấu cách ngắn nữa đây đặt cũng không có được ngay ngắn nữa nè các bạn. Ủa, nó đang lên bực bực luôn đây các bạn. Đó, giờ đã đặt dĩ được rồi đó các bạn, sát luôn rồi đó, sát bờ luôn rồi đó, cố gắng lên, hôm nay nhất định phải lên thôi các bạn, chúc mấy anh mấy chú được thành công nha. Giờ thì lên rất là nhiều rồi nè. Đó, lên rất là chậm nha, cho nên các bạn có thể không thấy cái nào lên nhanh một phát được. Nó gần ở đây trình nó vô rất là nhanh, trình cháo không. Ba lan thì vẫn di chuyển cách rất là chậm để làm chung. Đó, đem cốc đề xuống rồi đó các bạn. Đem cốc đề xuống chuẩn bị đặt xuống nha. Gáp vô, chạy lên. Đây. Lúc này là lúc chúng ta cần phải cầu nguyện đây các bạn. Đây, bây giờ thì anh cứ đem cốc đề xuống nè. Cốc đề xuống để đề lên luôn nha. Đề là chạy lên luôn á. Quá nguy hiểm. Bảo này ông gan thiệt chứ. Bảo là sao? Nãy thì đang lên mà ông bị lội với đó rồi. Ghê không? Các bạn, đây, bò vô tới bờ luôn đây. Có mấy tờ gì mà thứ quá dễ dàng. Cái này đâu cần đặt dĩ nữa hả ta? Đặt không?
dễ không ta? Đây hai mình là đang chuẩn bị để cốc đề vô đấy chạy lên đây các bạn. Kéo lên, tiếp tục kéo lên đây. Con này thì anh chuẩn bị lên khá là nhiều. Sát bờ luôn à. Giờ bò lên là ok rồi ha. Rồi tắt máy rồi. Rồi giờ tắt máy rồi đó. Giờ chỉ cần bò lên thôi. Cách bình xuống này các bạn. Cầu bình vô. Đi, rồi, lại nhậu nhậu không có dừng mày đâu, ông đề đâu mà dừng mày mà bị sợ đụng vô cháy tay gì vậy? Mày lấy cái bấm bấm vô rồi đỡ đi cho đề chạy đi. Rồi hồi cút bình ra hết trơn rồi đâu có để bình được. Lên. Vào rồi nữa. Cáp rồi bây giờ lấy sẵn hết trơn. Đó. Ồ. Lên. Lên. Nếu mà trong cái chạy trong cái chớ chạy bay lên thì thuốc ông để hết. Không tắt hay vậy? Lên đây. Bá chắc không thấy. Nước không. Không để cho nó chạy luôn mà. Nước không. Xem chiếc xe này nó bò lên trên bờ đây các bạn. Đúng với cái tên của bác Năm luôn các bạn. Giờ bác Năm sẽ thực hiện bước phát chip đây. Ồ, quay máy lên này kìa. Máy tài hoạt động là nó sẽ quay lại, kéo lên, lôi lên luôn, lôi lên thêm nữa. Ờ, vậy là giờ chú Bảo sẽ vô làm tài công nha. Chào. 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 Chào
định nha các bạn. Muốn phải chạy tốc độ nhà lớn mới lên được nha. Wow, tối kìa. Wow. Quá trời, cái trời phía bên kia lên tối rồi. Quá trời tối rồi các bạn. Đây, đem cái dĩ xuống rồi đây. Đem dĩ xuống dễ dễ lên nè các bạn. Giờ đắp hai cái dĩ nha. Đó. Đây bác Năm cũng sẽ vô phụ luôn nha các bạn. Lần này chắc chắn sẽ thành công rồi các bạn ơi. Nước sâu như bánh xích rồi. Nướng cá một cái là khỏi chơi luôn các bạn. Nướng rất là mạnh nha. Ôi trời trời trời. Hai người kia nướng con luôn. Sắc sắc nặng luôn. Đó vậy đó sẽ đút vào cái bánh xích bên kia nha các bạn. Rồi bây giờ anh tài xế đã chuẩn bị vào vị trí cái bọn lên nè. Quay ta. Ủa sao quay ra ngoài ta? Ờ đẩy lên hả gì ta? Ô trời ơi gãy cây. Rồi. À, cái cào đây, sao đây? À thực hiện cú đẩy lùi. Đi lùi nha các bạn. Anh bảo này rất thông minh các bạn. Đó. Wow. Quá mạnh mẽ các bạn ơi. Bơm luôn. Trời ơi. Từ từ thôi. Đi nhanh quá nó tuột. Nó tuột hai cái dĩ luôn xuống luôn à. Ủa sao nó không vào lên mà đi cái này ra. Căng bằng cái đít lại lãng lên. Lúc hồi rồi xinh ra. Quá trời cái bánh chưa. Wow, cú hát chích quá là độc đáo. Wow, tuyệt vời. Quá tuyệt các bạn. Quá tuyệt các bạn. Giờ thì máy đã lên hoàn toàn rồi nha. Rồi bây giờ quay lại và gào lên nha các bạn. Gãy cây tiếp đây. Qua gãy cây tiếp đây. Đó. Như là mía vậy đó các bạn. Đi nhép mía vậy đó. Rồi. Bây giờ sẽ vào lên nha. Bắt cái mũi phía trước nè. Lên không? Lên. Chắc chắn lên các bạn. Máy chạy hết công suất luôn các bạn ơi. Cố gắng lên. Bây giờ thì thời gian trôi qua cũng khá là nhanh rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy càng nữa. Rồi rồi. Ô lên lên lên. Lên, quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp. Rồi rồi tuôn bánh rồi. Rồi rồi lại tuôn bánh nữa. Thêm một gào nữa. Thêm một gào nữa nghe các bạn. Wow, một đặt lên kìa. Đó. Che hết rồi, che hết rồi. Wow, quá đẹp.
cuối cùng cũng lên nè các bạn. Phía trên có mấy cái tổ ong nuôi dẻ các bạn, rất là nguy hiểm các bạn. Mấy chú đang dẹp đồ đây. Giờ thì lên luôn nha các bạn. Trời ơi. Cái này. Lên. Quá tuyệt vời các bạn. Wow. Thêm một wow nữa hả ta, dứt lên cái nữa hả, rồi tắt luôn, rồi thành công các bạn ơi. Wow, quá hai cái cứu được thành công nha các bạn. Chúng ta kết thúc video ở đây nha.